nghệ sĩ đã đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam rất đáng tự hào. Một tràng tay lớn được không ạ? Xin cảm ơn Thạc Mỹ ạ. Chắc là cô sẽ gửi vài lời đến với tất cả quý vị nhé. Trước hết Thạc Mỹ xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khác đang có mặt tại nơi đây. Một lời trân trọng nhất, dù là thời tiết không có được đẹp lắm nhưng mà mọi người vẫn như chút thời gian đến chia sẻ với Thạc Mỹ. Rất là cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Không biết là khi nãy lúc mà cô tới đây, cô nhìn thấy tất cả mọi người đứng đông đảo phía bên ngoài để chờ mình ủng hộ cho sản phẩm mới, thì cảm xúc cô như thế nào và mình đứng ở đây, cảm xúc mình có thay đổi không? Thật sự là tới bây giờ Thoại Mỹ vẫn còn thấy hồi hộp, và trong cái hồi hộp đó là cái sung sướng, cái hạnh phúc, vì đây là một cuộc họp báo lần đầu tiên mà Thoại Mỹ họp báo để ra mắt MV sản phẩm. Từ trước giờ thì cũng có ra nhiều album nhưng mà chưa bao giờ có một cuộc họp báo như thế này. Và hôm nay đã có một cuộc họp báo và có đầy đủ anh chị em báo chí cũng như là anh chị em đồng nghiệp và fan hâm mộ đã đến cùng chung vui với Thoại Mỹ và ca sĩ Harkley hôm nay. Rất là hạnh phúc. Thoại Mỹ mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ Mỹ và Harkley trong cái MV này. Thưa quý vị, lúc này tin chắc là rất nhiều anh chị phía bên dưới sẽ rất tò mò về câu chuyện là không biết lý do nào từ phía của Harkley lại có thể muốn cô Thoại Mỹ có thể cùng kết hợp trong sản phẩm này với một chàng trai trẻ sinh năm 2000. Dạ, thật ra thì Thoại Mỹ rất là nhiều cảm xúc và rất là thương với cái lời mời chân thật của bạn ca sĩ Harkley đã mời Thoại Mỹ để cùng kết hợp trong MV này. Thực sự thì trong cái thời gian đó thì Thoại Mỹ hoàn toàn ngưng hết những cái công việc của mình về sân khấu vì trải qua một cơn bão bệnh cho nên cần phải giữ sức khỏe. Nhưng khi nghe bạn ấy trình bày cái nỗi lòng của bạn ấy về khi viết ca khúc này và mong muốn Thoại Mỹ cùng kết hợp, vì đây là một sản phẩm bạn ấy viết từ, như hồi nãy bạn ấy đã nói là nhìn cái tấm hình của bà của mình, mà bà nội của Harkley là một người rất là mến mộ Thoại Mỹ từ nhiều năm rồi. Thoại Mỹ rất là xúc động với cái tấm chân tình đó và Thoại Mỹ rất là thương thương bạn ấy đã kiên trì, đã chờ đợi. Thoại Mỹ đã cho bạn ấy chờ rất lâu luôn, nhưng mà bạn ấy vẫn đợi làm sao khi mà cô hết bệnh để cô kết hợp với con. Thoại Mỹ đã cho bạn ấy chờ hơn một năm. Thoại Mỹ có nói là thôi bây giờ cô còn đang bệnh nhiều lắm, con có thể mời cô chú anh chị khác để kết hợp với con. Nhưng mà bạn ấy vẫn một lòng nhất quyết là phải làm sao mời được cô Thoại Mỹ để cùng gắn kết với con. Cho nên là khi mà hết bệnh thì Thoại Mỹ cùng thực hiện ca khúc này. Và khi mà bạn ấy cho Mỹ nghe thử cái giai điệu đó thì Mỹ rất thích, có cảm xúc ngay. Và Thoại Mỹ mong muốn rằng là bạn ấy, tại vì bạn ấy đã kết hợp với nhạc trẻ và cải lương, và trong cái MV này đó Thoại Mỹ hát rất ít, nhưng mà là cái hơi hướng của cải lương mà bạn ấy đã muốn truyền tải đến cho mọi người biết là nhạc trẻ gắn liền với cải lương. Và ngày xưa giờ thì mọi người cứ cho rằng là cải lương là cũ, cái bận quần áo màu mè chút cũng cho là cải lương là sến súa, là trời sao mày bận đồ cải lương quá. Nhưng mà thật sự Thoại Mỹ khẳng định với mọi người, cải lương không cũ. Điển hình là các bạn trẻ bây giờ lại muốn kết hợp với cải lương, nhưng mình kết hợp như thế nào cho nó hài hòa giữa cải lương và nhạc trẻ. Và Thoại Mỹ cùng với lại Harkley cũng như là ekip phải ngồi lại phải tính toán từng câu từng chữ. Và khi mà thực hiện hết một bài nhạc rồi thì Thoại Mỹ yêu cầu là cô là một người nghệ sĩ cải lương mà hôm nay con kết hợp nhạc trẻ vào thì cô nhất định đề nghị con phải cho cô hát cải lương thật sự trong một đoạn. Thì các bạn
ngồi suy nghĩ và suy tính, và đã mời em Tiêu Minh Phụng, là diễn viên Tiêu Minh Phụng, là sẽ viết liền một đoạn giọng cổ để cho Thoại Mỹ hát để trong cái MV này. Thì rõ ràng là Thoại Mỹ là một người nghệ sĩ cải lương, nhưng mà Thoại Mỹ luôn lắng nghe và tìm hiểu các bạn trẻ muốn gì. Và hôm nay cái sản phẩm MV này ra thì Thoại Mỹ cũng muốn đem đến cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, có một cái nhìn khác về cải lương, sẽ đến gần với cải lương và nghe cải lương nhiều hơn nữa. Mong rằng là MV Phấn Hoa Màu Son này kết hợp chặt chẽ cùng với ekip, làm sao có một sản phẩm thật chỉnh chu, thật mượt mà để phục vụ cho quý vị. Trước khi chúng ta kết thúc các MV thì thật ra thì Long Hoài cũng nhìn thấy là ở trên các nền tảng mạng xã hội có những đoạn clip ngắn, đặc biệt là clip hậu trường của cô Thạch Mỹ chung với HKR luyện tập ca khúc này. Thế thì cảm xúc của mình trong cái quá trình thực hiện ca khúc này như thế nào ạ? Đối với Thoại Mỹ thì không phải là dễ, từ vì Thoại Mỹ là một người hát cải lương mà bây giờ bước qua nhạc trẻ, thì quý vị ơi, đó là một cái áp lực đối với Thoại Mỹ. Với một cái sự tin tưởng của ekip cũng như là ca sĩ HKR đã tin tưởng mời Thoại Mỹ, Thoại Mỹ phải đắn đo suy nghĩ, rồi nói chung là phải cùng tập luyện với các em. Và Thoại Mỹ không hề mắc cỡ đâu, và cũng không hề là tự ti, mà mình phải làm sao mình học hỏi các em để cho mình làm sao nhạc trẻ mình cùng thể hiện với cải lương, làm sao cho nó hòa hợp. Cho nên là có những lúc tập luyện cũng như là làm ra sản phẩm này có những cái sự tranh cãi nảy lửa luôn các bạn, có nhiều khi là muốn bỏ cuộc luôn á, áp lực vô cùng. Mặc dù là hát có một chút thôi nhưng mà nó rất là áp lực với Thoại Mỹ. Mặc dù ca cải lương mà các bạn biểu là ca cải lương mà sao cô ca như nhạc trẻ, rồi cô cũng biết làm sao luôn á. Thành ra là cùng với HKR và đội ngũ ekip đã làm rất là cực lực và tập luyện rất nhiều để có một sản phẩm này. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Thọ Mỹ và xin cảm ơn HKR. Và với chia sẻ vừa rồi thì ắt hẳn đã khiến cho tất cả quý vị đây chúng ta tò mò về sản phẩm rồi. Thế thì trước khi mà chúng ta đến với những chia sẻ chi tiết hơn thì ngay sau đây xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng theo dõi MV Phấn Hoa Màu Son. Cái này thì phải nói về một câu chuyện của nội em. Đó là bài hát này em đã
sáng tác vào năm ngoái mà cũng không có thời gian để mà làm và chỉnh chu hơn. Thì cái cảm hứng của bài Phấn Hoa Màu Son này là em lấy từ phía nội em. Thì cái hôm đó em nói chuyện với nội em, hai bà cháu nằm ở trong phòng, nội đang coi phim, thì em qua em nói chuyện với nội. Tại lúc này em cũng không có ý tưởng gì trong đầu hết, nói chung là mọi thứ đều trống hết, mình đang kiếm ý tưởng để mình làm. Thì em qua nói chuyện với nội em, thì kế bên cái đầu giường của phòng thì có một cái bức tranh của nội hồi trẻ. Thì em muốn khởi dậy cái vẻ đẹp của nội hồi đó, Phấn Hoa Màu Son, lúc mà nội còn trong em, và cũng như là nhà lúc đó giống như là không có được như bây giờ. Thì nội thường là nội sẽ đi hát đám, là đi hát cải lương, nên là tối phải chiều hay gì đó nội hay bắt cướp này kia lên, nội hay đi hát dạng đám. Thì em muốn lấy lại vẻ đẹp của nội em và cái câu chuyện tình cảm của nội em và ông em, và khơi dậy lên cái bài hát này, nên là em đã lấy tên là Phấn Hoa Màu Son. Vậy thì em tiếp cận với cải lương từ năm bao nhiêu tuổi? Thật sự là em không phải là tiếp cận, mà là thời đó nội hay hát và em hay nghe, và nội hay nằm giọng, nội mở radio nội nghe. Thì cái cảm ơn khi mà em biết tới cải lương là lúc đó là nội hay nằm nhà nghe, cái em đi ra đi vào thì nội mở cứ nghe riết trong tai, rồi có khi karaoke chung với nội nữa. Dạ. Có phải đây là ca khúc đầu tiên mà em bỏ những giai điệu và cũng như ca từ cải lương vào không? Dạ đúng rồi, đó là cái ý tưởng của em và cái cách suy nghĩ em để chỉnh chu như một bài hát này. Thì em đã phải suy nghĩ rất nhiều và đắn đo rất nhiều để khi mà mình làm ra được một cái sản phẩm, em không muốn tất cả các sản phẩm của em giống như là sẽ bị nó bị dính một màu, mà em muốn là mỗi sản phẩm, mọi thứ đều phải khác. Và những gì như là mình có thể đem rap hoặc là cải lương vào, thì em nghĩ là những cái sự thay đổi đó mới thấy được chính bản thân em đã phát triển như thế nào. Và âm nhạc em trao tới cho tất cả mọi người, trao tới khán giả, cũng như là âm nhạc Việt Nam của mình. Có thể nhìn thấy là HRA luôn luôn đam mê, luôn cố gắng để thể hiện mình và đổi mới. Thế nhưng mà như lúc đầu anh có nói, thì hai ca khúc của em được mọi người biết tới rất nhiều trên nền tảng mạng xã hội TikTok, nhưng mà không phải ai cũng biết chủ nhân tạo ra cái ca khúc đó. Thế thì khi biết được cái thông tin mà kiểu mọi người nghe ca khúc của mình, mọi người sử dụng nhạc của mình để làm video này, nhưng mà mọi người không biết người sáng tác là ai và người thể hiện ca khúc đó là ai, em có buồn không? Dạ, thật sự thì cái điều đó chắc chắn mình sẽ buồn. Dạ, tại vì em không muốn, em xin nói tí xíu là em không muốn mọi người chỉ thấy em là qua biết cái trend không, biết ông Thương không, đi đâu mọi người cũng ghi là biết ông Thương không, nhưng mà không biết tới khuôn mặt của em, không biết tới cái name của em. Điều đó đều rất là buồn. Nhưng mà em luôn muốn chứng minh rằng những sự nỗ lực của em và những gì mà mọi người thấy, càng ngày em càng phải phát triển phấn đấu hơn nữa. Và đây là có nghĩa là lần debut của em, và được sự ủng hộ của tất cả mọi người, được mọi người yêu thương, các cô chú, các chị nghệ sĩ lớn, cũng giống như là các bạn yêu thương đã ủng hộ cho em và luôn cho em một cái động lực để em bước tới. Trước khi có buổi họp báo ngày hôm nay, mình trước khi đứng ngay tại đây gặp gỡ tất cả những người yêu mến mình, thì em có lo lắng không? Dạ, thật sự là hồi nãy em rất lo. Dạ, em sợ là hồi nãy em thấy trời mưa rất là to. Em sợ là hôm nay họp báo mọi người không tới với em. Xin chào một trạm đầy thật lớn đến cùng chờ đón nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.